Mới đây, Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Nha Trang năm 2023 thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 đã được khai mạc tại thành phố Nha Trang. Hội chợ do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2023. Hội chợ có quy mô gần 400 gian hàng của hơn 210 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương, của các vùng, miền. Tham gia cái chương trình hội chợ quốc tế này, chúng tôi cũng mong rằng là sẽ gặp được các cái đơn vị nhà phân phối của các địa phương, cũng như là một số đối tác là nước ngoài có thể là có những hoạt động giao dịch, trao đổi và kết nối cung cầu xuất khẩu. Chúng tôi là đẩy mạnh cái việc quảng bá, xúc tiến, giới thiệu đến các địa phương. Hiện nay là công ty đã có những cái chuỗi cửa hàng sản phẩm, những cái đại lý bán lẻ và những nhà phân phối trên khắp cả nước rồi. Mong muốn là được sẽ xuất khẩu đi nước ngoài, đi các nước, được kết nối với các doanh nghiệp mà có mong muốn là tiêu thụ cái sản phẩm rong nho để phục vụ cho khách hàng và những người mà quan tâm đến sức khỏe, những bữa ăn lành mạnh, thức ăn thực dưỡng. Các gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm chất lượng, đa dạng thuộc các ngành, lĩnh vực như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, sản phẩm đồ gỗ các loại, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, điện tử, điện lạnh, dệt may và hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Chúng tôi có được một cái sân chơi bổ ích để mà có được một cái gian hàng cùng nhau tụ tập đưa các sản phẩm đặc sản của từng vùng miền về để cho khách hàng và nhà phân phối cũng như là các đơn vị hệ thống thu mua trong nước biết đến. Đến với cái hội chợ vùng Nam Trung Bộ này, chúng tôi rất kỳ vọng đây là một cái trung tâm về du lịch. Với hạt điều thì là khách nước ngoài họ rất là quý trọng, và chúng tôi muốn tìm kiếm thông qua cái hội chợ này, chúng tôi muốn tìm kiếm các đối tác là nhà phân phối của chúng tôi ở thị trường này, và cũng kỳ vọng là qua hội chợ này, cái sự tham quan của du khách quốc tế thì chúng tôi sẽ có thêm những nhà nhập khẩu các quốc gia khác. Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Nha Trang năm 2023 là cầu nối để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, hợp tác và đầu tư, góp phần kích thích sản xuất, cũng như người tiêu dùng có thêm cơ hội mua sắm, đồng thời là hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho các địa phương giao lưu, kết nối, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, đầu tư, tìm kiếm đối tác, thiết lập kênh phân phối, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững. Theo ban tổ chức, hội chợ này cũng là dịp để trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản tiêu biểu đặc trưng, các sản phẩm ô cốp, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ với các khu vực khác trên cả nước.